Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một cô gái 21 tuổi trú tại quận Bình Thủy vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trên Facebook. Ngày 12 tháng 9, cô gái này đăng trên Facebook cá nhân hình ảnh chụp giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19, đã che đậy thông tin người được tiêm, chèn thêm nội dung là do có bố chồng nhờ vả nên được tiêm vaccine của Mỹ. Làm việc với cơ quan chức năng, cô gái thừa nhận mục đích đăng bài là để lòe với bạn bè. Giấy chứng nhận tiêm vaccine là do cô gái tải về từ trên mạng.